Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn. Cắt bao quy đầu đem lại những lợi ích gì? Cắt bao quy đầu là một thủ thuật khá phổ biến ở nam giới. Ở một số trường hợp bị hẹp hoặc dài bao quy đầu, nếu không được can thiệp kịp thời có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm như ung thư dương vật. Vậy cụ thể hơn, thủ thuật này giúp ích gì cho nam giới? Hãy cùng Duy Anh Web tìm hiểu trong video dưới đây. Tìm hiểu về bao quy đầu và cắt bao quy đầu, vùng da bao quanh dương vật của nam giới được gọi là bao quy đầu. Khi còn nhỏ, vùng da này bao trọn quanh đầu dương vật, đến khoảng 4 đến 5 tuổi, vùng da này sẽ tự động tụt xuống. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp dù đã tới tuổi dậy thì, bao quy đầu vẫn không tụt xuống. Từ đó, dễ gây ra khó chịu và dẫn đến những bệnh lý bất thường tại dương vật nam giới. Những trường hợp này cần được can thiệp bằng việc cắt da bao quy đầu. Cắt bao quy đầu là quá trình cắt bỏ phần da bọc đầu dương vật, hay còn gọi là bao quy đầu như đã định nghĩa ở trên. Đây là một thủ thuật thông thường và khá phổ biến, được thực hiện trong thời gian ngắn chỉ từ 15 đến 20 phút. Quá trình có thể tiến hành ở cả người lớn và trẻ em. Trẻ em cần được thực hiện khi đang có sức khỏe tốt, còn người lớn thì thường được chỉ định cắt bao quy đầu khi xuất hiện các bệnh lý liên quan. Tuy nhiên, cả hai trường hợp đều cần được sự tư vấn và chỉ định của bác sĩ chuyên khoa trước khi tiến hành. Khi nào nên cắt bao quy đầu? Cắt bao quy đầu thường được chỉ định khi có các bất thường ở dương vật của nam giới, gây ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống. Các bất thường phổ biến nhất cần thực hiện thủ thuật này có thể kể đến như: một, bao quy đầu dài. Trường hợp này là khi đầu dương vật được bao trọn bởi da bao quy đầu, để lớp da này tuột xuống tự nhiên theo thông thường không hề dễ. Khi bao quy đầu dài, dương vật không thể lộ ra khi ở trạng thái bình thường hay ngay cả khi cương cứng. 2. Hẹp bao quy đầu. Hiện tượng này là một hiện tượng sinh lý rất phổ biến và thường gặp ở trẻ em. Vì vậy, nếu không xảy ra các bất thường như khó tiểu hay bị viêm nhiễm thì không cần quá lo lắng về trường hợp này. Nhưng đây có thể xem là một dạng bệnh lý nếu hẹp bao quy đầu diễn ra ở trẻ đã lớn hơn. Ở người lớn, đây được xem là nguyên nhân rất lớn gây ung thư dương vật. 3. Nghẹt bao quy đầu. Đó là khi miệng bao quy đầu quá nhỏ, hẹp, phần da quy đầu dính luôn với đầu dương vật. Nghẹt bao quy đầu có thể gây tắc nghẽn quá trình lưu thông máu ở phần quy đầu. Những bệnh lý bất thường nêu trên có thể là nguyên nhân dẫn đến các bệnh lý nam khoa như viêm nhiễm dương vật, viêm niệu đạo, xuất tinh sớm hay nguy hiểm hơn là ung thư dương vật. Vì vậy, các bậc phụ huynh cần lưu tâm cho con trẻ. Đồng thời, nam giới cũng cần đến cơ sở y tế khám khi có những bất thường này. Nhờ Duy Anh Web liên tục khai giảng khóa học bán hàng online đa kênh 4.0 cầm tay chỉ việc một kèm một hotline tư vấn khóa học 18006223 website duyanhweb.edu.vn. Vậy, bạn có thể nhận được chỉ định phương pháp xử lý kịp thời, tránh gây hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe. Lợi ích của cắt bao quy đầu. Thủ thuật tuy đơn giản nhưng mang lại những lợi ích có ý nghĩa rất lớn đối với nam giới. Dưới đây là những lợi ích tiêu biểu và quan trọng mà các nam giới cần biết. Một, giải quyết các vấn đề liên quan đến bệnh lý. Cắt da quy đầu giúp giải quyết các vấn đề liên quan đến bệnh lý ở cả trẻ em và người lớn như đã nêu trên, bao gồm hẹp bao quy đầu dài, nghẹt bao quy đầu. Giải quyết tốt các vấn đề này sẽ giúp nam giới tránh được các bệnh nam khoa không mong muốn. 2. Giữ vệ sinh tốt hơn, giảm viêm nhiễm. Sau khi làm thủ thuật, việc vệ sinh vùng kín nam giới sẽ dễ dàng hơn, giúp làm giảm lượng vi khuẩn có hại dưới da đầu dương vật đáng kể. Dương vật được vệ sinh sạch sẽ làm giảm khả năng viêm nhiễm, viêm đường tiết niệu hoặc viêm quy đầu. 3. Ngăn ngừa các bệnh nguy hiểm. Cắt bao quy đầu ở nam giới cũng góp phần làm giảm nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm lây nhiễm qua đường tình dục như HIV, HPV, herpes sinh dục. Ngoài ra, thủ thuật này cũng giúp bạn nam ngăn ngừa bệnh ung thư dương vật hiệu quả. Những lưu ý khi cắt bao quy đầu. Dù thủ thuật cắt bao quy đầu không quá phức tạp nhưng vẫn cần phải có sự chuẩn bị chu đáo để tránh bị nhiễm trùng. Để quá trình tiến hành hiệu quả và hồi phục nhanh chóng, bạn cần ghi nhớ các lưu ý sau đây. Không tiến hành cắt da bao quy đầu trong các trường hợp trẻ dưới 1 tuổi, lỗ tiểu đóng thấp, dương vật có hiện tượng dị dạng và không được chỉ định bởi bác sĩ. Tránh ăn uống quá nhiều trước khi phẫu thuật. Áp dụng với các bệnh nhân thực hiện gây mê, không uống rượu trong vòng 48 tiếng trước khi tiến hành thủ thuật. Điều này có thể gây ảnh hưởng đến thuốc gây tê, hạn chế hút thuốc, sử dụng các chất kích thích, đồ uống chứa ga hoặc cồn để có quá trình hồi phục tốt nhất. Mọi sinh hoạt có thể trở về bình thường sau khi phẫu thuật từ 2 đến 3 tuần. Tuy nhiên, bạn cần tránh việc quan hệ tình dục sau khi phẫu thuật trong khoảng thời gian từ 4 đến 6 tuần. Liên hệ ngay tới bác sĩ khi xuất hiện các biến chứng sau phẫu thuật như nhiễm trùng, sưng, tấy, có biểu hiện sốt. Như vậy, thông qua bài viết này, bạn đọc đã hiểu hơn về thủ thuật cắt bao quy đầu ở nam giới.
phẫu thuật phổ biến và đơn giản nhưng mang lại những lợi ích không hề nhỏ cho người bệnh về nhiều mặt trong cuộc sống hàng ngày. Ngoài giúp giải quyết các vấn đề bất thường cho dương vật cắt ra, bao quy đầu còn giúp ngăn ngừa một số bệnh nguy hiểm khác. Vì vậy, bố mẹ cần lưu ý hơn về vấn đề này ở trẻ nhỏ, nam giới trưởng thành cũng cần có đủ hiểu biết và nhận thức đúng về tầm quan trọng của cắt bao quy đầu. Khi xuất hiện các bất thường, hãy đến ngay bệnh viện gần nhất để được tư vấn phương pháp điều trị phù hợp và kịp thời. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn.